Em cũng phải một thời gian đấy, tức là sau khi mà em đi làm xong một thời gian rồi, xong em còn mở công ty, xong em còn thua lỗ này, xong rồi em hả? Xong vụ thua lỗ làm sao còn nè thua mẹ? lỗ nữa hả? Em sao, công ty gì thua lỗ làm sao, kể anh nghe coi. Tức là em cũng em làm về đồ họa, làm Đồ phim họa quảng cáo đó. Xong rồi cũng vì cái tính tin người quá cho nên là em cũng bị bị lừa hết à, cũng 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 bị lừa. bị người ta lừa hết, vay tiền của mẹ để mở công ty. Thế là mẹ mẹ cũng thôi thì con làm như thế thì mẹ cũng ủng hộ. Thế nên khi mà làm một thời gian thì bị họ lừa hết. Thế là Nhung cũng buồn mà khóc, rồi cũng ngồi than phiền là ý là Ông thôi ngồi con đấy con khóc thầm thôi con khóc đúng. thầm. Thế nhưng mà thấy Nhung về là cứ ở trong nhà cứ đóng cửa thôi, không thể ra ngoài ăn cơm, không lắm lúc cũng còn khó. Thế là bên hỏi thì Nhung mới nói bảo thôi bây giờ đã lỡ rồi thì con làm lại từ đầu không sao. Là lúc đó cái cảm xúc của Nhung là nó rơi xuống vực thẳm luôn con, Thì khủng khiếp luôn Nhung con. cũng buồn lắm. Nhưng mà đó thì chính cái lúc mà em cái công ty của em nó bị phá sản đấy, thì là cái lúc mà em ngồi em buồn quá, em ngồi ngay tại cái công ty mà mình sắp sửa bán đi ấy, em không bán được công ty cho ai cả mà là em thanh lý cái đồ của công ty đấy. Đã buồn quá em nhìn cảnh vật, em ngồi ở đó Nhưng em hát, em nhớ em hát bài gì không em em? hát bài vui lắm. Bài gì em? Em làm một bản mashup đầu tiên, cái bài đấy tên là Em Sẽ Say Ben và em quên mất rồi, bài Ba kể lại con nghe, ba kể con nghe. không không bài đấy là bài sau này nữa. Sau đấy thì em tham gia cuộc thi The Voice Được rồi. 2015. Lúc mà em đi thi là em cũng phải giấu mẹ luôn đấy. Đi thi mà mẹ cũng không hề biết gì hết. Thế sau đến đến lúc mà khuya hôm đấy rồi cô bảo sao hôm nay con đi về khuya thế? Thì mặc Dạ con chào cô. Dạ con giới Cô thiệu một chào. xíu đi cô, chỗ đẹp đó mẹ. Chào chị Thanh Thủy. Dạ xin chào, nãy giờ nói hai chị em. Dạ đẹp quá. Chào chị MC Thanh Thủy. Dạ. Chào Bảo Lâm. Dạ. Tôi tên là Nguyễn Thị Loan, 58 tuổi. Chắc bằng tuổi chị Thanh Thủy mà chị Thanh Thủy trẻ đẹp quá không cơ. Dám đâu. Hai mẹ đều đẹp, mẹ nào cũng đẹp. Dạ mẹ Con đẹp thử thì con sang. thử nói mẹ xấu đi. Không, mẹ đẹp thiệt. Hiện tại thì cô làm công việc gì cô? À, bây giờ thì cô ở nhà thôi, còn trước thì cô có kinh doanh hàng quần áo thời trang bán sỉ ở ngoài Bắc. Là nhà Nhung bao nhiêu anh chị em cô? Nhà Nhung có hai chị em, Dạ Nhung là thứ hai. thứ hai với chị Nhung em giới thiệu một xíu thế nào? Dạ, xin chào tất cả các quý vị đang xem chương trình. Mình là Vicky Nhung và đang là ca sĩ tự do. Lúc mà có bầu Nhung thì lúc đó như thế nào cô? Ôi trời, cái ngày mà có bầu Nhung đấy, cô nghén từ cái tháng thứ nhất cho đến tháng thứ bảy. Trời ơi, ôi bồi dưỡng bằng gì cô? Thì cô cái ngày đó thì cô chỉ có ăn canh và rau thôi chứ không có ăn được cái gì hết, cứ ăn cứ ngửi đến thức ăn là lại ói hết ra. Thảo nào bây giờ em xanh xao ấy. Ủa, em mà xanh xao là em chín từ nhỏ rồi đó Nhung. Mà nó xanh ra bao nhiêu đang ký? đang 43 kg. Dạ. Thế có bầu được 3 tháng rồi. Đấy, nhớ có bầu thì là quần là phải nới ra, như đây có quần thì lại phải cài từng đây. Cô còn có 39-40 kg thôi. Người ta có bầu ta lên ký, mà có bầu nhưng lại xuống ký. Lớn là chưa biết làm sao, nhưng mà mới lúc có bầu là bắt đầu hành mẹ rồi đó. Hành tới 7 tháng thì dạ. Nhưng mà giờ sanh ra nó được bao nhiêu ký? Nhung sinh ra thì được 3 kg. 3 kg. 3 kg cũng may quá ha. Xít là để rơi. Xít là để rơi. Lý do gì cô, lý do sao cô? Tự nhiên là ra cái nước ối đấy. Thế là vội vàng đi lên trên khoa sản, thì lên bệnh viện đấy, thì bác sĩ bắt là mẹ là phải thở đấy. Yeah. Không ngờ Nhung là bị ngạt. Thế lúc lên trên bàn mổ đã thấy đầu của Nhung ra rồi. Trời ơi, trời ơi, xíu nữa thôi à. Nghĩa là con bé xíu này nữa nó là sống Nhung gấp. Ngạt. Hên quá, sống vội. Con bé này nó không chịu ở trong bụng, nó muốn ra ngoài, con bé thì sống gấp rồi. Không, sống tại vội tại rồi. Con nghĩ là ở trong đấy mất công hành khó lâu quá chịu. Nên ở là trong tối quá đúng không em? Đúng rồi. Trời, chui ra trước. Sinh Nhung thì cô vẫn cứ sau đó là cô đi chợ. Dạ. Bán hàng, cô bán quần áo. Vẫn bán quần áo từ nhỏ tới lớn luôn. Chính vì vậy cho nên là đến hồi mà vào đại học mới được là lần đầu tiên em được đi mua quần áo. Đã mặc đồ ở nhà không? Dạ đúng rồi. Mà lúc đó nhà đồ, em đồ đẹp không? Hay là đồ của trung niên hay sao? Có, dụ có, nhiều có, khi đúng, thì đúng, cũng vậy. Đúng không? Thì con mình mới lớn mà bây giờ mẹ bán đồ sỉ, bán đồ trung niên thì con phải mặc đồ trung niên đúng chứ chính sao xác giờ? Này, đúng chính Sao xác em này. kể nghe em. Trời ơi, em lâu lâu em được diện những cái mốt mà của mấy bà, mấy cô không ấy. Thế cho nên là mẹ em có mua thêm một cái bộ đồ mặc ở nhà mà em có một cái bộ đấy mà em mặc mãi luôn. Bởi vì em không thể nào mà em hấp thụ được những cái mốt của mấy cô, mấy chị trung niên. Cho nên là có một cái bộ em bị mắng suốt. Em nhớ em bị mắng suốt tại vì là em cứ mặc cái bộ đấy xong rồi là có hai bộ thay đổi thôi, là cứ giặt xong rồi khô, giặt xong rồi khô, ai cũng tưởng em có một bộ mà mặc
vòng suốt cả tháng luôn đó. Mà trong khi đó bà mẹ là bà trùm bán đồ sỉ. Trùm bán đồ sỉ thì sao? Nỡ lòng nào cho đứa con mặc hai bộ thay đi thay lại. Không, là do em tại vì em không thể nào hấp thụ được những cái mốt đấy. Lúc nhỏ cô từ ăn uống sao cô? À không, ăn uống thì rồi ham ăn lắm. Rồi ham ăn lắm. Dạ. Hai người đút mới kịp. Thấy chưa? Là ăn liên tục không cô? Ăn liên tục. Dạ, mà cái nết đói nó có khác người ta không cô? Cái nết đói có xấu nết đói không cô? Ờ, mỗi lần đói thì khóc suốt à. Đã làm nó sớm. Nhưng mà ăn xong cái thì cười á. Cười. Rồi cái tuổi thơ của Vicky Nhung có cái kỷ niệm nào đáng nhớ không cô? Mới có 4 năm tuổi đấy. Bác cưới lên xong rồi đứng lên trên vặn hết, mang hết đồng hồ xuống để vặn. Vặn cái kim đồng hồ ấy, vặn ngược ra. Trời ơi. Cứ vặn để cho nó quay ngược đồng hồ, xong lắm khi vặn quá cỡ lại còn gãy cả kim đồng hồ nữa. Tại sao? Thế rồi nhà có đồng hồ điện tử treo ở tường đấy. Thế rồi là Nhung bắn kiểu ấn cái kiểu gì mà lại thành ra như là chữ Thái ấy. Cũng như ấn cái kim đồng hồ nó ra cái chữ đồng hồ điện tử đấy. Có nhiều ngôn ngữ tiếng Việt đúng không? Đây đó. Trời ơi, về đấy bố giận quá trời luôn. Ngày xưa mà nghịch lắm. Sửa đồng hồ hay sao vậy em? Em cứ mơ sửa xe đạp nữa cơ. Sửa xe đạp đúng không? Rồi mua đồ chơi về thì Nhung phá. Tháo hết. Mua về hôm trước hôm sau thì có tháo hết ra. Cứ tháo rời đi xong để lắp vào. Nhưng mà lắm khi nó tháo ra xong lắp vào nó lại thừa ra nữa, còn thừa ra một số thứ nữa. Kiểu cứ mỗi ngày em thừa ra một con mấy tuổi. Lúc đó có mấy tuổi hả? Chắc khoảng độ 4 5 tuổi á. Là lúc đó hát hay chưa cô? À hát thì cũng được rồi. Cũng được thì rồi. Cứ hay trèo đi cửa sổ hát. Ủa ở nhà mình sao? Không đóng cửa là mình hát mà phải trèo cửa sổ vậy ta? À không, tự vì là ở nhà ở cái khu đấy thì đông lắm chứ không phải như bây giờ là ở chung cư khác. Cứ trèo đi cửa sổ hát để cho mọi người nghe. À, bé nó cũng rảnh quá ha, nó cũng thể hiện dễ sợ. Nhà không nghe muốn hát mà mở cửa sổ cho ta nghe. Rồi hàng xóm có phàn nàn gì không cô? Không, hàng xóm thích lắm, tự vì Nhung hát hay mà mọi người đến xem đông lắm. Xong cái ngày mà nhà mua karaoke đấy, Nhung còn hát cái bài mình còn nhớ cái bài Người Tình Mùa Đông á. Mắt mấy tối. Tình Em Yêu Bằng Giá đúng không? Khoảng độ 5 hay 6 tuổi đấy. 5, 6 tuổi đã hát Người Tình Mùa Đông rồi. Trời ơi. Thế còn trèo lên cửa sổ thì cứ cao cao trên cửa sổ. Có bố mẹ hôn nhau. Trời ơi. Cái hai người hôn nhau. Thì lại đây có bố mẹ hôn nhau. Hãy yên lặng với hai người hôn nhau đó mà. Đó, làm sớm hiểu lầm luôn đó. Nhưng mà cái lứa tuổi đó mà hát toàn nhạc người lớn không, rồi ba mẹ hôn nhau, rồi Người Tình Mùa Đông. Mà không chịu hát nhạc thiếu nhi hả cô? Ít mà toàn hát cái bài người lớn thôi. Trời ơi, làm mê đam mê nhạc người lớn từ nhỏ rồi. Tại sao mà sao ngày xưa em lại không hát nhạc thiếu nhi vậy ta? Ta cháu lên ba bắt chim thang đồ. Còn em là Người Tình Mùa Đông, hát gì quá trời quá đất vậy. Rồi ngoài học hát ra rồi Nhung còn học cái gì khác nữa không cô? Hết cấp 1 và đầu cấp 2 đấy. Dạ. Thì Nhung có đi học võ. Trời ơi. Thế nhưng mà lại trốn bố mẹ đi học võ. Tự vì là bố mẹ thì không có ủng hộ đi học võ. Sau một tháng hoặc hơn tháng sau đấy, cô mới lên trên tủ, cô dọn dẹp ở trên tủ đấy, cô thấy có cái bộ quần áo võ. Thế cô mới hỏi, thế là Nhung sợ rồi mới nhận là con học đi học võ. Thế nhưng mà trốn mẹ, trốn bố đi, thế nhưng mà sáng ra cho tiền ăn sáng thì không ăn mà cứ để dành để đóng tiền học võ mới mua quần áo. Sợ bố mẹ biết thì lại còn nói với chị là chị ơi, chị rửa chén cho em 2 tháng. Thì ý là đừng nói với bố mẹ. Đúng. Thì em sẽ rửa hộ chị 2 tháng. À. Chị đến khi lộ ra rồi thì thôi chỉ rửa có 1 tháng. Trời dễ sợ, tức là biết mua chuộc từ nhỏ. Rồi. Em rồi ngày xưa em đi học võ, vậy em cái nào em đi học em quýnh bạn đồ không? Em nhớ là em hiền lắm. Em nhớ rồi, đấy là ngày nhỏ em có ý định là làm một bộ truyện tranh về võ. Tức là ở nhà là em thích vẽ nữa, nên là em có cuốn sổ xong rồi võ thuật rồi các kiểu xong rồi em vẽ nhưng mà bí kíp võ công đúng không? Dạ đấy kiểu như thế, nhưng mà em chỉ học được đúng một đai thôi xong rồi là em ngừng luôn. Mà sao đi học có ăn hiếp em không? Thực ra cái người mà ăn hiếp em nhiều nhất lại là chị gái em. Chị hả? Là người trong nhà hay ăn hiếp em hả? Dạ đúng rồi. Trời ơi. Tại vì là em hiền quá cho nên là suốt ngày bị chị ăn hiếp thôi. Dạ chị quýnh em hay sao, chị bắt nạt em hả? Cũng bốc ghê lắm. Ủa dạ nè. Vậy lúc đó em ngồi một góc, em chịu đựng, em không có vùng lên hả? Em không vùng lên được, đến sau này khi mà em bắt đầu em lớn hơn em mới vùng lên được. Còn đâu ngày xưa là em cứ im lặng em chịu trận thôi. Nhưng mà bố mẹ em cũng biết cái điều đấy cho nên là cũng hay xử tội chị em. Rồi ngoan rồi hiền quá, có nào bị lừa không? Ủa giời. Ủa tự nhiên chưa nói ủa giời. Lại dễ sợ lắm rồi. Sao cô đi người lắm. Sau là bắt đầu lên cấp, lên khoảng độ lớp 6, lớp 7 để biết đi xe. Cô mua cho cái xe mini. Thế hôm ấy thì là thế chiều con lên con chợ để mẹ đưa thức ăn cho. Cô mua con vịt quay này. Rồi mua bao nhiêu đồ ăn với trái cây các thứ để trên dọ xe để Nhung mang về. Thế chả biết đi như nào mà bị người ta lừa. Lừa thế là bảo để cho cô đi nhờ. Thế là đi đến một cái đường ấy họ lấy xe luôn. Trời ơi ai mà giả mang vậy cho cô đi nhờ sao? Vụ đó là sao Nhung? Tức là em nhớ là em vừa mới lấy đồ ăn kiểu đang rất là ngon lành, mình đang hí hửng là tối nay được ăn ngon. Thế xong rồi em đang đi thì có một cái cô
xuất hiện. Cô xuất hiện, cô bảo con à, có phải con là con mẹ Loan không? Rồi cái người đấy là người ta có điều tra mình rồi á. Thế xong rồi người ta mới nói đúng y bóc cái thông tin của em. Thế là em cô bảo là cho cô đi nhờ một chút đó. Thế xong rồi là đi đến cái đầu hẻm đấy, cô bảo là để cô vào nói con gái cô cái này. Thế là cô mượn xe nhé. Trời ơi. Thế là em mới dạ cô mượn đi ạ. Dạ cô mượn đi ạ. Ôi bé tin người quá. Thế là cô mượn cả bịch quay luôn. Cô mượn cô dịch luôn. Thôi mà cô bé hát dễ sợ. Trời ơi. Về đến lúc cô bảo quay lại sau giờ này mà không thấy con Nhung nó về, mà rõ ràng lên lấy vịt lấy các thứ về rồi. Thế rồi đến lúc hóa là lên trên lầu nằm khóc ở trên đó. Rồi lúc đó sao cô Linh? Thì cô cũng thương mà thôi đã lỡ rồi thì bố mẹ cũng không mắng đâu, thì thôi cả nhà xuống nấu mì gói ăn vậy. Trời ơi, thì cái bà cô là bà hát dễ sợ. Lấy xe đạp nhỏ rồi trả dịch đi ha. Mà nhà xe mới đi ham chơi được. Bây giờ em mới khai thật là thỉnh thoảng em cũng có cúp học. Cúp học hả? Rồi cái kỷ niệm cúp học nào có nhớ đời nhất không? Em nhớ nhất là có một lần em cúp học em đạp xe ra Đồ Sơn. Tức là ngày xưa em ở Hải Phòng là có một cái biển là biển Đồ Sơn cách xa lắm, 20 cây số. Đúng rồi, thành phố 20 cây số. Đúng rồi, là lớp em rủ nhau hôm đấy là trốn học, xong rồi là đạp xe ra đấy, xong rồi đạp về, mà đạp về bố mẹ vẫn không biết chuyện gì xảy ra cả. Trời ơi, ủa bây giờ là cô mới biết hay là đã cái đấy thì bây giờ cô mới biết. Chưa biết cái vụ đấy. Vậy tao lát về có xử tội không cô? Dám giấu mẹ. Chuyện nó xa quá rồi. Rồi lớn lên sau này là cái em học cấp 3 xong rồi bắt đầu em định hướng mình là theo công việc gì? Lúc mà em học cấp 3 thì thực sự lúc đấy là em thích vẽ. Thích vẽ? Em rất là thích vẽ. Nhưng mà mình cũng không biết là phải làm gì. Xong rồi lúc em mới thi đại vào trường mỹ thuật. Thế xong rồi cuối cùng là em mới vào trong Sài Gòn để em học về chuyên ngành mỹ thuật. Cũng may là cái lễ tốt nghiệp thì em có đầy đủ cả bố lẫn mẹ đến dự cái buổi bảo vệ tốt nghiệp. Thời gian mà Nhung buồn nhất mà bị sốc nhất là cái thời gian mà ba Nhung mất. Mới tốt nghiệp đại học xong thì ba mất, thì bà trong này được hơn một năm thì ba mất. Lúc đó chắc khủng hoảng rồi. Cái ngày đó thì Nhung sốc quá. Dạ sốc. Mất một thời gian mới lấy lại được tinh thần. Sau Nhung cũng có làm ở công ty truyền thông. Buổi sáng ra đi thì Nhung đeo cái ba lô rất là lớn. Xong cô bảo sao con đi làm rồi con mang nhiều đồ thế. Thế bảo không, hôm nay con ở công ty, con lúc về có liên hoan với lại thì con ở lại. Mấy bữa thì là nói là con có sinh nhật, xong bữa thì nói là con đến nhà bạn. Cô cũng cứ nghĩ là Nhung là đi những cái công việc như vậy. Cái bạn cô mới bảo là ô chị ơi, con Nhung nhà chị đó đi hát phòng trà. Mà không, Nhung đi làm mà nó làm công ty truyền thông mà đâu có hát phòng trà đâu. Cô bé có hỏi Nhung là không, hôm qua con nó dối. Ở công ty con là hôm qua là liên hoan, con ở lại đi chứ. Thế xong rồi đến 2-3 hôm sau nữa thì hai vợ chồng cô đi. Cô cũng bảo đúng rồi, con Nhung nhà chị em nhìn lần này là không sai rồi. Em còn thấy đề ở ngoài, graphic ở ngoài đề là Vicky Nhung nữa cơ. Mà ở nhà biết là Vicky Nhung không cô? Cái nào cô biết cái tên là Vicky Nhung không? Chưa biết luôn. Vicky Nhung thì bắt đầu từ cái hồi mà đi thi The Voice cơ. Thì có cái tên đó. Tức quá, thế cô về cô mới hỏi Nhung thì Nhung bảo mãi Nhung mới khai, Nhung bảo vâng đúng rồi, con có đi hát, con đi hát phòng trà. Thì tự vì con cũng thích cái nghề ca hát. Nhưng mà con đã đi làm cả ngày vất vả rồi thì thôi con về đi, đừng có cố như vậy. Nhung là chuyên gia nói dối mẹ. Yeah. Nổi tiếng nói dối mẹ. Tại sao? Tại sao hả Nhung? Mẹ đâu có phản đối gì về Nhung đâu. Thực sự ra thì em không ủng hộ. Đó thì chị Thủy em vẫn thích là Nhung là làm ở cái công ty truyền thông Thụy Sĩ đấy. Cái đó, biết là hơn nữa là Nhung cũng có là bên có một thời gian là Nhung cũng là giáo viên giảng dạy về thiết kế đồ họa ấy chứ. Từ cái bữa đó thì cô lại thấy thương Nhung và lại thấy là luôn ủng hộ con, mới đồng hành cùng con. Nói chung là cái chặng đường của em nó cứ gập ghềnh, nó lên xuống như thế này này. Rồi bao giờ em bén duyên đến con đường ca hát của mình? Em cũng phải một thời gian đấy. Tức là sau khi mà em đi làm xong một thời gian rồi, xong em còn mở công ty, xong em còn thua lỗ này, xong rồi em... Xong dù thua lỗ sao thua nè lỗ nữa, hả? Em sao công ty gì thua lỗ sao, kể anh nghe coi. Tức là em cũng em làm về đồ họa, làm phim quảng cáo đó. Xong rồi cũng vì cái tính tin người quá cho nên là em cũng bị lừa hết à? Cũng bị lừa. Bị người ta lừa hết. Vay tiền của mẹ để mở công ty. Thế là mẹ cũng thôi thì con làm như thế thì mẹ cũng ủng hộ. Thế nên khi làm một thời gian thì bị họ lừa hết. Thế là Nhung cũng buồn mà khóc, xong rồi cũng ngồi than phiền là ý là thôi. Ở đấy con khóc thầm thôi, con khóc thầm. Thế nhưng mà thấy Nhung về là cứ ở trong nhà cứ đóng cửa thôi, không thấy ra ngoài ăn cơm, không lắm lúc cũng còn khó. Thế là bên hỏi thì Nhung mới nói bảo thôi bây giờ đã lỡ rồi thì con làm lại từ đầu không sao.
là lúc đó cái cảm xúc của Nhung là nó rơi xuống vực thẳm luôn cô, khủng khiếp không cô? Buồn lắm. Nhưng mà đó thì chính cái lúc mà em cái công ty của em nó bị phá sản đấy, thì là cái lúc mà em ngồi em buồn quá, em ngồi ngay tại cái công ty mà mình sắp sửa bán đi ấy, em không bán được công ty cho ai cả, và là em thanh lý cái đồ của công ty đấy. Đó, buồn quá em nhìn cảnh vật, em ngồi ở đó. Nhưng em hát, em nhớ em hát bài gì không em? Em hát bài vui lắm. Bài gì em? Em làm một bản mashup đầu tiên, cái bài đấy tên là Em Sẽ Say Ben và em quên mất rồi. Ba kể nên... con nghe. Ba kể con nghe. Không không, bài đấy là bài sau này nữa. Sau đấy thì em tham gia cuộc thi The Voice 2015. Lúc mà em đi thi là em cũng phải giấu mẹ luôn đấy. Đi thi mà mẹ cũng không hề biết gì hết. Thế sau đến đến lúc mà khuya hôm đấy rồi, cô bảo sao hôm nay con đi về khuya thế? Thì mãi mới nói là mẹ ơi, hôm nay con đi thi The Voice, nhưng mà con vào vòng giấu mặt rồi. Thế cô bảo là sao lại con đi như thế, con không hề nói mẹ. Thì cô cũng tức, cô cũng mắng. Xong mãi là thôi mẹ ơi, bạn bè mới lại mọi người cứ khuyên con là đi thi. Thế nhưng mà con bây giờ vào rồi con mới dám nói với mẹ, chứ nếu không vào con không dám nói. Cái lúc mà cảm xúc khi cô thấy Vicky Nhung biểu diễn, cái cảm xúc cô như thế nào cô? Thế là sau những cái lần sau đi thi đó, là lúc nào cô cũng đi cùng, cả nhà đi cùng để cổ vũ cho Nhung. Nhưng mà lần nào thì Nhung thi cũng đều có kết quả lượt bình chọn rất cao. Thế là thì cô cũng thấy vui. Năm đó có giải thưởng gì không cô? À thì vào đến bán kết. Bán kết. Nhung còn tham gia cuộc thi nhạc hội song ca. À, khi mà Nhung đạt giải quán quân á, cô còn nhớ cái bữa đó cô có tham gia không cô? À cái hôm đó thì cô lại không đi được, vì hôm đó là cô hơi bị người không được khỏe. Thế nhưng mà cô ở nhà, nhưng mà theo dõi ở nhà. Thế đến khi mà Nhung đậu quán quân, trời ơi hồi hộp lắm. Dạ lúc cảm xúc sao cô? Ở nhà cô coi với ai cô? Thì cô coi mấy mẹ con là với chị của Nhung á. Đấy ngồi coi. Thế nhưng mà vui lắm, mà cũng không nghĩ rằng là con mình đã đậu vào cái vòng trong đấy. Về đậu quán quân. Sao Nhung ý kiến như này em? Em hát em đậu quán quân. Mà đến lúc mà em về, câu đầu tiên mà em nói là sao nãy còn hát cái gì? Tức là em hát nhạc trẻ, xong rồi em hát những cái câu mà giúp cho em ghi điểm ở trong cái phần thi đấy. Nhưng mà mẹ em thì cái gu nghe nhạc thì về hát. Thì mẹ lại chê mẹ ở chứ. Sao mẹ thấy con hát cái kiểu gì, mẹ nghe nó chẳng vào cái gì ạ. Thế mà sao con lại đậu quán quân được giỏi thật đấy. Kiểu nó phải không biết là như thế nào. Nếu mẹ mà chấm thì mẹ chấm bạn kia. Nếu là mẹ mày cho bằng kia. Tức là mẹ rất là sòng phẳng, rất là công bằng, sống theo cảm xúc mà. Xong rồi nhiều lúc anh Nhung ra những cái bài hát mà chứ sao mẹ nghe mẹ không thấy nó vào à? Rồi nhiều khi em viết status trên Facebook mà em cũng phải nghĩ xem là viết cái này có sợ bị mẹ soi hay không. Ủa có phải có bạn bè với mẹ luôn hả? Có, ôi giời mẹ theo dõi suốt luôn ấy. Em cũng mãi em mới dám accept. Như vậy là Nhung là nhạc sĩ, ca nhạc sĩ. Tức là nhưng bây giờ phải hỏi nè, sáng tác nhạc từ bao giờ? Dạ con sáng tác học vẽ ra trường và chuyên nghiệp là dân là họa sĩ chuyên nghiệp rồi, nhưng mà lại là sáng tác nhạc là học tự học à? Dạ đúng rồi. Tự học. Dạ đúng rồi. Là con tự học xong rồi cũng tự học đàn, xong rồi cũng tự mày mò hết tất cả. Quá thông minh. Thế là con thích cái gì là mình sẽ cố gắng làm được. Bí mật đó giờ không ai biết tới Vicky Nhung á, thì cô có thể chia sẻ cho con, mẹ con cũng như là quý khán giả được biết không ạ? Thứ nhất là cái bệnh mà nói dối mẹ. Là nó xạo nè, từ nhỏ lớn nè, một cái. Từ nhỏ tới lớn. Rồi. Ngày còn nhỏ đấy Nhung yêu động vật lắm. Nhà nuôi một con chó Tây á, ăn sáng thì bao giờ cũng ngậm một miếng thịt ở bên trong ấy. Trời để ơi. Mang về cho chó ăn. Thôi, cái gì không vậy? Biết thương đến mức nào đâu. Trời ơi. Hôm đấy thì là con chó bị không biết nó bị lạc cái đâu đấy. Thế là Nhung mới về nhà về. Thế nói chó mất ấy mà khóc quá. Quá trời luôn ấy. Đóng cửa vào trong nhà tắm mà khóc cả hơn 1 tiếng đồng hồ trong nhà tắm, mà bố mẹ cũng lo sợ, chỉ biết gõ kiểu gì cũng không mở cửa, mà gọi kiểu gì cũng không mở cửa, mà cứ ở trong nó khóc ấy. Thế là sợ là không biết nó làm gì ở trong đấy nữa, cũng sợ. Thế đến khi mà đến cái con chó đấy mà Nhung phải thương nó, phải khóc cả hơn 2 tháng, hơn tháng trời nhỉ. Thực ra đến bây giờ em vẫn còn nhớ. Vẫn nhớ mà lúc nào cũng mất tiền luôn hả? Dạ mất tiền. Thế nhưng mà lại còn có một cái hy vọng là cứ sáng ra đi học thôi, nhưng mà cứ về đến nhà là mở cửa, mở cổng rộng hết ra để còn hy vọng là chó quay về. Có nghĩa là thương đến mức độ đấy rồi. Và dễ thương lắm cơ. Nhung ở nhà có tật xấu gì không cô? Ôi rồi. Ôi giời ơi, lại ôi giời. Hỏi là ra, có bị lừa, ôi giời ơi. Sao cô tật xấu gì cô? Nhung thì sinh hoạt các thứ thì nó cũng không được gọn gàng lắm. Dạ, bề bộn. Đi biểu diễn về hay đi công việc gì về đấy thì quần áo vứt thì cũng bừa bộn ra. Dạ. Thế rồi giày dép thì thôi rồi, không biết bao nhiêu giày dép. Đầy kín hết cả cái chỗ cái nhà như này.
mà cô lắm lúc cô bảo chứ con sao mẹ thấy có lúc nào cũng bao nhiêu giày dép bừa bộn này mà mẹ cứ đi theo sau mẹ, mẹ dọn dẹp cho con như này. Cá tính của Nhung như vậy chắc là rất là ít tâm sự với mẹ, rất là ít nũng nịu, rồi rất là chia sẻ những cái gì mà mình thực hiện, đúng không? Em nghĩ là chắc thương mẹ lắm đấy, nhiều lúc cũng động viên mẹ này, mẹ ơi mẹ này, mẹ cứ vui đi, mẹ không phải suy nghĩ gì với chúng con lớn rồi. Thế nhưng mà cũng không có là mẹ ơi con thương mẹ lắm hay là hôn hít mẹ đâu, không có. Nhưng mà hơi cứng về cái đó. Thế nhưng mà trong lòng thì lại thể hiện những cái tình cảm, ví dụ như là những ngày sinh nhật của mẹ hay là những ngày mùng 8 tháng 3 hay những ngày của mẹ đấy, thì bao giờ cũng có quà cho mẹ. Có quà cho mẹ rồi cũng có hoa tặng mẹ, thì có những cái lời động viên thôi. Cô bây giờ nếu như mà Nhung hiện tại có một vị trí nhất định rồi, đã cũng đã thành công rồi, nhưng mà có nào cô lo lắng về sự nghiệp của Nhung, lo lắng về bất cứ cái tính gì của Nhung khi mà ra ngoài đời không cô? Cô thì thật sự ra thì cô vẫn hướng thích là Nhung đi làm công ty hơn, làm công việc. Chưa thích đi làm nghệ sĩ luôn. Biết là như thế đấy nhưng mà vẫn ủng hộ con. Thế cô muốn là Nhung có một cái gì đó là nó tương lai hơn. Dạ. Nhưng mà giờ cho hỏi câu là thu nhập bên nào cao hơn? Anh thấy thực ra ngày xưa lúc mà con làm bên truyền thông thu nhập cũng cao lắm ạ. Thu nhập cũng cao, ở bên này cũng cao, nhưng mà rõ ràng là con làm bên ngành này nó hạnh phúc hơn rất là nhiều. Nó vui vẻ hơn. Đúng rồi. Mình được sống, cái cảm xúc của mình nó được thăng hoa rất là nhiều á. Nhân chương trình này có một lời gì đó dặn dò Nhung, hoặc là cái lời gì muốn nói với Nhung, cô sẽ nói lời gì với Vicky Nhung ạ? Mẹ cũng muốn nhắc con là luôn giữ gìn sức khỏe. Và con sẽ làm những cái gì mà con thích thì mẹ sẽ ủng hộ. Rồi, cô hứa nha. Hồi nãy nó không chịu mà giờ ủng hộ rồi. Con cứ nên chia sẻ với mẹ để mẹ cùng với con, mẹ con tâm sự với nhau, chứ con cũng không nên giữ những cái gì để trong lòng. Con thì con chỉ mong là mẹ đỡ lo cho con nhiều thôi. Tức là con biết là mẹ lo cho con, nhưng mà nhiều khi cái đấy nó là một cái cảm giác, đôi khi con cảm giác như con làm một cái gì đó sai, một cái giống như là con có lỗi ấy. Cho nên là mẹ cứ lo cho cái hạnh phúc của mẹ, hạnh phúc riêng của mẹ. Mẹ cứ thoải mái, mẹ đi chơi, mẹ cứ tập yoga bình thường. Còn đâu con có thể tự lập được, con chỉ muốn nói là như thế thôi. Tại vì lúc nào mẹ con cũng nghĩ là con còn rất là nhỏ. Tại vì mẹ thương em quá đó, mẹ nào cũng dạy giờ con thành công. Nhưng mà đối với mẹ, con vẫn là một đứa bé thơ ngây, hồn nhiên. Nói cho nên mẹ lo là đúng rồi. Với lại có một điều nữa là con lúc nào cũng mong là mẹ sẽ có một cái người đàn ông bên cạnh. Trời ơi, lần này kêu hay quá. Cảm ơn con, thương con nhiều lắm. Dạ. Con lúc nào con đi đâu con cũng tìm, xong con hỏi là có ai không? Có ai không? Trời ơi, đi tìm. Có ai không? Có ai không? Có ai bên cạnh mẹ con không? Lúc nào con đi hoặc là gặp những người mà quay cùng với con thì con hỏi là có chú nào. Trời ơi, tí thương. Trời ơi, mẹ đẹp quá trời mà làm cái gì đó, rao bán mẹ khắp nơi rồi, có chú nào không? Không rao bán, mà tức là con chỉ cảm thấy nhiều khi bố mất cũng lâu rồi mà khi mà mẹ không có một cái hạnh phúc riêng của mình ở bên cạnh thì con vẫn cảm thấy không an tâm. Con chỉ thế thôi. Dạ, cô nghĩ như thế nào về vấn đề này khi mà Nhung muốn là có một người có thể bên cạnh cô, như là thay Nhung khi mà khi Nhung đi làm công việc bên cạnh cô để chăm sóc cô? Thì cô cũng muốn cô ghi nhận những cái tình cảm của Nhung dành cho cô, những sự quan tâm của Nhung với cô. Nhưng mà tuy như thế nào nhưng mà lúc nào cô cũng chỉ muốn là tất cả dành tình cảm cho Nhung. Dạ. Mà lúc nào cũng thấy thương mà cảm tưởng như Nhung lúc nào hắn còn nhỏ. Dạ. Đi đâu thì suốt ngày gọi điện hay nhắn tin là con như thế nào, nóng ruột lắm. Dạ. Cứ nhìn thấy con về nhà mới thấy yên tâm. Bây giờ tất cả tình cảm dành cho con. Còn em chỉ mong là mẹ gọi cho ông nào thôi. Tâm Tý và Dương Lâm rất là cảm ơn hai mẹ con đã đến đây chia sẻ về những cái tâm tư, về cái công việc cũng như là cái sự nghiệp của mình trong cái gia đình rồi.
nữa là rất là xúc động. Mình nhìn bé Nhung có vẻ là một người rất là mạnh mẽ, rất là khí chất cá tính nhưng mà đầy ấm áp. Nhắc tới mẹ là bắt đầu muốn mẹ hạnh phúc, đúng, muốn mẹ vui vẻ và lúc nào muốn mẹ cũng đừng có mà lo cho mình nhiều quá để ảnh hưởng đến sức khỏe. Dạ cảm ơn cô, cảm ơn Nhung đã tham gia chương trình ngày hôm nay và thay mặt chương trình một món quà dành tặng cho cô, chúc cô thật nhiều sức khỏe và chúc cô Nhung thật nhiều niềm vui lúc nào cũng bên cạnh mẹ.